Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn giới thiệu các bạn một máy mới. Đây, tên của nó là KP184. Cái này nó là cái tải điện tử nha, DC Electronic Load. Cái hình sản phẩm nó gọi này. Mình sẽ bóc ra xem trong cái thùng này nó có cái gì. Rất là nặng. Đây có một quyển cuốn hướng dẫn về nguồn dây kết nối máy tính, nha cáp và một cái đầu pin C. Đây nó có ghi cái ngày 21 tháng 10 ngày 19. Đây chắc là những cái thông số nó test. Số series. Này nhưng mà không không có phần mềm, mà không có đĩa phần mềm này. Chính rất là nặng, phải 3 4 kg. Kulkin Electronic Load này, KP184, 150V, 40A, 400W. Đây nó có cái đầu vi sensor này, để lắp đặt cái vi sensor về cái cảm biến điện áp. Hoàn thiện cũng khá là tốt. Phía sau nó có cái dây nguồn, công tắc chuyển đổi điện áp 220 này. Đây là cái cáp đầu kết nối RS232. Đây là một cái chuẩn kết nối 485. Nó cho cáp kết nối máy tính mà như đây không có đĩa CD. Cái này là dùng để test nguồn, test pin. Đây nó có cái ngày này, 27 tháng 10 2021, khoảng 1 tháng rồi, trừ cái thời gian ship thì sản phẩm này rất là mới. Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra xem ở trong như thế nào. Mình đã tháo cái vỏ của nó ra đây nè. Đây là cấu tạo của cái tải điện tử KP184. Có 3 cái bo mạch. Bo mạch phía trên là bo mạch chính, bo mạch phía dưới là bo mạch phụ và một cái bo mạch điều khiển và hiển thị. Cái bo chính chúng ta có cái version 05 2020
hàng sản xuất là Kukin. Cái bo nhỏ phía dưới là MOSFET control, bo này có chức năng chỉ điều khiển hai cái MOSFET. Ở giữa hai cái bo là cái phần tản nhiệt rất lớn, và cái quạt phía trước được thổi ra sau, bắt vào một cái khung sắt rất là chắc. Ở trên cái bo chính này ta có thể chia thành các cái khu vực. Khu vực phía trước là đầu vào, sau đó sẽ chuyển đổi thành cái tín hiệu từ analog thành digital này. Đây là khu vực xử lý trung tâm, có chip xử lý trung tâm. Đây là cái khu vực chuyển đổi tín hiệu từ digital thành analog. Và cái khu vực cuối là cái phần giao tiếp với máy tính, có RS232 và 485 cùng các cái một số cái cổng khác. Khu vực này đã được cách ly với cái khu vực nguồn phía trước bằng 5 cái ô tô quang và một cái chip cách ly. Cấp nguồn cho cái tải điện tử này là có một cái biến áp dây nguồn từ biến áp sẽ đi vào khu vực này. Sau khi chuyển từ AC thành DC sẽ chuyển lưu vào tụ lọc. Khu vực này là khu vực để cấp nguồn cho cái tải điện tử này. Đây là cái dây quạt này. Cái khu vực đầu vào là nó có hai cái dây rất lớn. Ngoài ra nó có cái hai cái dây nhỏ nó trích nguồn, trích cái điện áp vào khu vực này. Nó sẽ đọc, trong trường hợp chúng ta setup cái locate thì nó sẽ đọc cái điện áp cùng với lại cái dây chính. Trong trường hợp mà nếu mà nó cái nguồn cấp quá xa và dây dài và tải lớn thì nó sẽ gây điện tử trục áp. Khi đó chúng ta sẽ dùng một cái dây thứ hai là gọi là vi sensor, là từ cái cáp pin C này nó đi thẳng lên cái khu vực này. Lúc này mình sẽ chuyển qua gọi là vi sensor, là nó sẽ đọc điện áp từ cái cáp pin C này kết nối với nguồn. Đây là cái khu vực đầu vào nè. Mình có một cái chip. AD7799, cái chip này là phụ trách cái chuyển đổi từ analog thành digital nè. Vực xử lý trung tâm chúng ta có cái 32 bit này là STM32F. Đây là vực xử lý trung tâm. Khu vực phía sau này chúng ta có một cái chip DC-TI nữa, chuyển đổi giữa tín hiệu digital thành analog. TDC8830i hoặc 301 gì đấy. Đây mình thấy có hai con photo quang. Đây mình thấy có cái chip TI VP3082. Cái chip này nó sẽ phụ trách cái điều khiển cái giao tiếp 485.
em có cái KCB. Cái chip này sẽ phụ trách cái điều khiển cái giao tiếp RS232, cái năm con photo quang này, và một cái chip, một cái chip cách ly. Đây là có, đây là một cái chip cách ly này. Tải này nó có 5 con mốc phép, 3 con phía trên và 2 con phía dưới, mà 3 con phía trên này thì nó bôi keo không đọc được cái thông số. Phía dưới này nó không có bôi keo đâu, mình sẽ đọc. Đây, IRFP250M MOSFET. Cái logo của nó nè. Cái số hiệu của nó là 849P. Cũng có phía sau thì nó có cái giao tiếp RS232 đây. 485. 485 ta giao tiếp với máy tính là bằng hai cái dây thôi, AB thôi. Hai dây ở ngoài cùng. Cái công tắc. Để chọn điện áp 110 220. Mặc định của cái tải điện tử là nó chỉ có cái công tắc phía sau, rất là bất tiện. Quay trở lại với cái tải điện tử KP184 này, mình sẽ đọc trước cái hướng dẫn sử dụng. Đây là cái này mình tải trên mạng về thôi, dùng chung cho mẫu 182, 184, 182 thì là 200W và không có cái nối máy tính. Đây là cái phần mềm là cái nối máy tính này, lúc nữa mình sẽ dùng cái phần mềm ở trên máy tính này kết nối với cái tải điện tử này. Cái tiên sẽ mình bật nó lên. Đây cái công tắc này là mình mod lại thôi, chứ cái mặc định của nó là không có phía trước. Đây phiên bản 2020. Giới thiệu có một số cái chức năng chính, như là nó có 4 cái mod chính là CC, CV, CV kép và CR, và có bảo vệ ngược cực nè. Rồi có thể là có một số chức năng bảo vệ quá áp, quá dòng, quá quá công suất và quá nhiệt. Có cái remote sensor nè, volt sensor. Có chế độ test pin, test nội trở pin. Các cái giao diện là RS485 và RS232. Đây là cái màn hình của KP184 này. Cho cái giao diện này là cái hiển thị này nó hơi khó hiển thị cái chữ như bình thường, do đó là cái xem trong cái manual đồng thời với cái màn hình để có thể hình dung dễ hơn. Chức năng thì nó cũng không nhiều lắm nhưng mà mình phải xem thì mình mới nhớ được. Set là khi chúng ta mà trong các chế độ, ví dụ như là CC nè, bấm set nè là mình thay đổi cái dòng nè. Còn ví dụ trong cái mode CV thì đã thay đổi cái volt. Còn cái ở trong cái chế độ mà công suất nè thì chúng ta thay đổi công suất nè, mode về cái điện trở nè, 50 ohm. Tùy mỗi cái mode thì cái set này nó có cái chức năng khác nhau nè, cái cài đặt để vào cái menu á. Mod này nó chuyển nó bốn loại, bốn chức năng. Và cái nút ở dưới battery, bấm shift battery này là nó sẽ chế độ kiểm tra pin. Để vào cái menu chúng ta bấm shift menu này. A
nó có bốn những cái mục lớn, nó ví dụ A nè, B nè, C, D, E, F, có các mức đó, 6 cái menu lớn. Trong mỗi menu nhỏ, menu lớn này còn có cái menu nhỏ nữa, chức năng nhỏ nữa. Đây là số 1 này, 2, 3, 4, 5, tùy cái mục, nó có cái mục menu nhỏ phía dưới nữa. Đầu tiên mình đi vào cái menu A đi. Cái address này là để chỉnh cái địa chỉ thôi, địa chỉ máy cho khi chúng ta kết nối máy tính thì nó phải có cái địa chỉ này tương ứng với là trên phần mềm này. Thay đổi từ 1 tới 250 này. Và cái baud rate này là cái tốc độ kết nối máy tính. Chúng ta phải chỉnh tương ứng trên cái thiết bị này với lại trên máy tính là giống nhau. Online này là để khi ta cài đặt, có hai thiết bị KP 1.4 thì đặt một cái slaver, một cái master, rồi online. Đây là chế độ hot nè, slaver nè, sao là cái chế độ nhấn phím nè, ví dụ như mình sao off nè, on nè, set nè, nó sẽ cái chế độ số 4 này là chúng ta nếu đọc on lên là nó sẽ nhớ cái trạng thái cuối cùng của cái mình bấm ở đây, khi mở lên là nó sẽ nhớ, còn nếu on off thì nó sẽ load lại như mới. B là config này, đây là config, đây là function configuration sensor. Ở đây là có chức năng sensor này, là cái dùng cái PNC, nếu mà để remote locate là nó sẽ đọc cái điện áp từ hai cái đường vào chính này, còn nếu mà để qua remote là nó sẽ đọc qua cái cáp PNC, lúc đó mình sẽ nối với lại cái nguồn vào là nó sẽ đọc cái điện áp từ cái cổng này. Cái factory reset này là để cài đặt lại như của nhà máy xuất xưởng. Battery là chức năng để test pin, nạp off on là nó sẽ hiện lên off on, set là nó sẽ hiện battery. Đây là cái end volt là mình cài đặt cái điện áp thấp nhất của pin, để khi nào xả pin tới cái mức này là tới cái mức này, dưới mức này là nó sẽ ngưng. Half là tới sau khi tới cái mức này nó sẽ ngưng, nhưng mà tuy đó sau tuy nhiên nó sẽ phù hợp nó hồi phục lại cái điện áp, thì chứ bật on lên là nó sẽ giảm một nửa cái dòng mình cài đặt. Đây ví dụ mình để 24V, mình để half on là sau khi nó ngưng đến 24, dưới 24V là nó sẽ ngưng. Tuy nhiên nếu mà có cái này on lên thì nó sẽ còn ví dụ như là nửa cái dòng dòng xả. Cái đơn vị là ampere giờ, và thay đổi thành cái pH này, công suất. Là cái âm thanh báo khi mà nó pin nó xả tới cái mức điện áp này, là ví dụ một lần hoặc là xả hoặc là nó kêu đến khi nào như là bấm nút, mình chỉ muốn kêu một lần thôi. Chức năng này là chức năng test động này, dynamic ENAP, nó có trong cái dynamic này nó có cái thay đổi cái giá trị dòng A này, cái thời gian put with Corona, rồi sau đó là thay đổi đến nhảy đến cái giá trị của setup dòng B này, thử
thời gian. Đây ví dụ như mình on này. Đây ví dụ A là 1 ampere này. Thời gian ví dụ như 100 mili giây. Sau đó là nhảy lên giá trị A2. Thời gian A2. Ampere 1 này, thời gian này, ampere 2 này. Đó, cái thời gian ampere 2 này. Ở đây nó có hai cái dynamic hoặc là chức năng, là chức năng viết tắt của cái từ là kiểm tra cái nội trở pin, kiểm tra nội trở của cái nguồn hoặc là pin gì đấy. Chúng ta cũng cài đặt như cái chức năng kia là nó sẽ hiển thị, ví dụ như là cài đặt cái dòng mức 1 này, cái thời gian này, dòng mức 2 này, thời gian này. Nếu mà bật cái chức năng mà nội trở thì nó sẽ kiểm tra và nó hiện lên. Test chức năng này là chức năng quá dòng này. OCP test này. Ta đặt cái giá trị này, cái điểm mà cái dòng khởi động này. Sau đó là cái step pin, ví dụ mình muốn mỗi lần nó nhảy lên là nhảy 1 A thì mình đặt ví dụ như OCP test này, INAP on off gì đấy, INAP này, cái dòng khởi động này. Ví dụ như mình chọn ví dụ như là 1 A đi, 1 A, cái này là cái 1 A này là cái step là ví dụ như mỗi lần nó nhảy lên là hiện giờ đang để 0,1 là 100 mA nè, nó sẽ nhảy lên mức này. Hoặc là mình có thể thay đổi cái này là cái thời gian stepping time, ví dụ 3 giây thì nó sẽ thay đổi một cái step. Còn ví dụ muốn lưu cái cài đặt nó có từ 0 cho tới 9, mình thay muốn cài đặt cái bộ nhớ của nó không set recall lại thì bấm recall. Và hướng dẫn nó còn có một cái hướng dẫn những cái về cái lập trình và cái giao tiếp RS-232 và RS-485. Đây là những cái cấu trúc về để lấy dữ liệu khi chúng ta lập trình thôi. Xem cái thông số chính của nó, KP184 này, 40A, 400W, và cái độ chính xác đọc của điện áp và cái dòng là nó đến 0,05%. Để cái giao tiếp RS-232, RS-485 để cái chỉ bảo vệ nó.